Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, tập 15. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 156, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 19. Thư ông và 10 đồng đều nhận được cả, đang trong lúc đại kiếp chưa từng có này, cũng nên dè dặt gắng sức ra công tu trì.
Mấy năm qua, thư từ cũng chẳng ít, lại còn gửi các loại sách và đại tạng kinh đời Tống. Nếu chịu vâng theo khuôn phép thì một bộ văn sao đã dư dùng. Chẳng chịu vâng theo khuôn phép, dầu có đại tạng kinh cũng chẳng ít gì. Không biết người em thứ hai của ông có vâng theo lời tôi nói hay không? Quan già rồi, một lực chẳng đủ, chẳng thể viết nhiều. Từ nay đừng gửi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu ai đến quy y, vì không có một lực lẫn tinh thần để phúc đáp. Tháng 10 năm Dân Quốc 26, 1937. Lá thư số 157, thư trả lời cư sĩ Lã Chí Minh. Sao gửi thư gì mà tên lẫn họ đều không ghi? Nếu gửi về nhà mình thì còn được, nếu nhờ người khác chuyển, ắt phải lo có bị lỡ việc hay không. Muốn cho khi lâm chung chẳng bị hôn trầm, ắt lúc bình thường phải có hành trì chân thật. Lúc bình thường hờ hững hời hợt, làm sao lâm chung tỉnh táo cho được. Chuyện của Châu Vinh Hâm nếu không phải là bị đặt thì ông ta chắc chắn được vạng sanh. Một là vì ông ta có thiện căn từ đời trước, hai là vì được cả nhà trợ niệm. Chuyện trợ niệm lợi ích rất lớn, nếu chẳng trợ niệm sẽ thành phá hoại chánh niệm. Đừng nói người không có công phu chẳng thể vạn sanh, ngay cả người có công phu mà bị người nhà phá hoại cũng chẳng thể vạn sanh cho được. Vì thế phải khuyên sâu xa người nhà cùng tu tịnh nghiệp mới có thể chặn đến nỗi công lao bị hỏng lúc sắp thành, vẫn trầm luân trong biển khổ sanh tử. Còn ông chẳng dám nhìn nữ nhân, nhưng kẻ tài gia hằng ngày thường trông thấy nữ nhân. Nếu thấy nữ nhân già, hãy tưởng như mẹ mình. Người lớn hơn, hãy tưởng như chị mình. Kẻ nhỏ hơn, hãy tưởng như em gái mình. Bất luận loại nữ nhân nào đều tưởng như vậy, thì lâu ngày trông thấy nữ nhân khác cũng sẽ chẳng khác gì mẹ, chị, em mình. Lại nữa, nếu thấy nữ nhân xinh đẹp bèn khởi tà niệm, thì hãy thường tưởng trong bụng người ấy toàn là phân tiểu, chỉ là một tấm da mỏng bọc lấy nên dường như dễ coi. Nếu bóc lớp da ấy ra không có một điểm nào dễ nhìn cả. Quán tưởng nữ nhân như thế mà quán tưởng chính mình cũng như thế. Lúc chưa thấy đã tưởng như vậy, thì lúc trông thấy tưởng niệm này sẽ hiện tiền, lâu ngày tà niệm tự tiêu. Nếu lấy vợ cũng tưởng như thế, sẽ chẳng đến nỗi tham sắc chết yểu, nếu không nguy hiểm đến cùng cực. Chẳng những không nên đến chùa đi cô, mà với nhà thân hữu cũng đều nên tránh gây hiềm nghi. Như ngồi trò chuyện trong phòng kín và chỗ không có người thấy. Cổ nhân thì chị dâu em chồng chẳng đưa đồ vật trực tiếp cho nhau, chẳng phải là không trao cho nhau được, mà là vì sợ biết đâu do trực tiếp đụng chạm tay nhau tà niệm dấy lên, nên lập ra cách ngăn ngừa này. Nơi ruộng dưa chẳng cúi xuống buộc dép, sợ người khác ở đằng xa trông thấy ngỡ mình bứt dưa. Dưới gốc mận chẳng vói tay chỉnh lại mũ, sợ người khác ở đằng xa nhìn thấy ngỡ mình bẻ mận. Chánh nhân quân tử không có tà niệm mà vẫn phải chấp trước như thế, huống chi ta là người vừa thấy nữ nhân liền khởi tà niệm, há chẳng nên chấp trước như thế ư? Phiền não là vòng, sao lại nói là chẳng thấy đoạn? Nói chẳng thấy đoạn là nói về chân tánh. Trước khi chưa chứng, chân tánh thuận theo ác duyên mà thành phiền não, nhưng vẫn bất biến. Thuận theo thiện duyên, tình duyên sẽ trở thành bồ đề, vẫn bất biến. Ví như vàng ròng, tuy gò thành cái bô đi tiêu, hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm,
tuy hằng ngày đựng phân, tánh vàng vẫn bất biến. Nếu đúc thành tượng Phật, tượng Bồ Tát, tuy cực kỳ quý trọng, nhưng tánh vàng vẫn bất biến. Người trong thế gian ai nấy sẵn đủ Phật tánh, nhưng thường tạo ác nghiệp, như đem vàng gò thành cái bô đi tiêu, cái vò đựng nước tiểu ban đêm, thật chẳng biết tự trọng quá sức. Nếu biết nghĩ này, ai chịu thường làm những món đồ để làm bô đi tiêu hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm nữa? Nhưng có người tranh nhau làm bô đi tiêu hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm. Lá thư số 158, thư trả lời cư sĩ Tiền Sĩ Thanh, thư thứ nhất. Hôm trước nhận được tiểu sử công đức của linh tổ, đọc rồi không ngăn cảm thán. Phàm những người cai trị dân đều chịu tuân theo phép tắc thì thiên hạ yên vui vĩnh cửu. Chỉ có một chuyện người tầm thường muôn phần trở nên bắt chước, bắt chước theo ắt bị đại họa. Vũ Túc Vương dương nọ bắn sóng, sóng rút lui, ấy chính là thủy thần cảm đức của vương, nên sóng chẳng dâng lên nữa. Người thiếu đức bắt chước ắt sẽ chọc giận thủy thần. Sóng lớn bủa vây thì dân cư nguy hiểm đến cùng cực. Ngày Trung Thu năm Quang Tự 12, 1886, tôi rời Nam Ngũ Đài ở ngoài thành Trường An, chính là nơi Quán Âm hiện thân lão tăng hàng phục con rồng yêu quái rồi khai sơn. Phần phụ lục cuối văn sau Tăng Quảng Chánh Biên có bài bi ký về chuyện này. Sang núi Hồng Loa ở Bắc Kinh, trước khi ra đi đã nghe Thái Nguyên bị nạn lụt lớn. Đến đầu tháng 9 tới Thái Nguyên mới có đường nhỏ dành cho người đi bộ, do vậy bèn vào thành nhìn xem cảnh tượng. Một ngày nọ trong khoảng tháng 6, tháng 7, cuồng lũ dấy lên chạy bên cạnh thành từ phía Tây xuôi về phía Nam. Thế nước thật dữ dội, quan trần phụ ít lên thành xem liền hạ lệnh bắn đại pháo để phá sóng. Bắn một phát ngay lập tức nước dâng gấp mấy lần, thuận thế chạy về phía Nam thành. Cửa thành đã đóng, may là nước chưa tràn vào thành. Nam Quan là đường lớn để lên kinh đô, đường phố rất dài, nước xoáy đến nỗi nhà cửa, cỏ cây, tường vách không còn gì nữa, trở thành một cánh đồng mới bồi, phẳng lì, không một ai chẳng gặp phải tai nạn do phát đại pháo này. Tài vật bị tổn thất chẳng biết là đến mấy vạn vàng. Đủ biết quý thần kính đức chứ không sợ oai. Người thiếu đức trong lúc ấy chỉ nên xuất lãnh mọi người khấn cầu, sám hối cầu đảo, đừng gây tổn thương cho dân lẫn vật, quyết chẳng đến nỗi khiến cả thành bị tai nạn lớn lao. Dẫu cho vô ích, quyết chẳng đến nỗi ươm thành tai nạn lớn lao. Khi in lại bài tiểu sử này, có lẽ hãy nên nêu rõ ý nghĩa này, ngõ hầu những kẻ làm quan về sau gặp phải cánh này chẳng lượng đức mình, chỉ bắt chước vương ra oai, đến nỗi chuốc họa hại dân. Cư sĩ đã 67, dẫu thọ 100 tuổi thì cũng đã quá nửa đời người rồi. Hãy nên trong lúc về hưu vô hệ lụy này, theo đúng lý tự hành dạy người, khiến cho hết thảy mọi người đã biến thành nhà cũ từng bị họ bỏ lơ, thì lợi ích ấy chỉ Đức Phật mới biết được. Nếu lắng lòng nghiên cứu thật bói toán phong thủy, tuy có thể lợi người nhưng cũng rất hữu hạn, quan tuyệt đối chẳng nghĩ lời nói ấy là đúng. Lệnh tổ chẳng nghe lời xúi dục lấp Tây Hồ, kiến thức cao hơn những kẻ tầm thường vạn vạn lần. Nếu nghe theo sợ sẽ nhọc dân hao của, hoặc đến nội bị tổn hại vô ích. Đối với Phật pháp quan trọng chẳng đạt được gì. Năm Quan Tự 19, 1893 cho tới năm Dân Quốc thứ 6,
1917 chẳng qua lại với người bên ngoài. Dẫu trong núi có ai sai phái viết lách gì cũng chẳng dùng hai chữ Ấn Quang. Năm Dân Quốc thứ 6 1917, Từ Úy Như nhận được 3 lá thư, bèn đem in ra mấy ngàn bản gửi cho người khác, đặt tên là Ấn Quang Pháp Sư Tính Cạo. Năm sau lại thu thập được hơn 20 mấy bức thư, đặt tên là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, đem in ra ở Bắc Kinh, tới Phô Đà xin quy y. Quan bảo ông ta quy y với Pháp Sư Đế Nhàn. Từ đấy hàng ngày bận biểu thù tiếp thư từ, chọn chẳng có lúc nào ngớt. Chẳng biết bản Văn Sao mà cư sĩ đã đọc là bản được in vào năm nào, chỉ sợ lúc ấy chỉ đọc được 1-2 lượt đã bỏ xó. Nay gửi cho ông một bộ Văn tuy gai mắt nhưng ý chấp nhận được, xin hãy đọc kỹ để tu trì, liền có thể vận dụng lớn lao lời nghi luận rộng lớn về chuyện dấu nghèo cùng hay hiển đạt đều có thể tốt lành. Văn Sao Tục Biên chỉ có 2 cuốn, độ chừng 300 trang, so với bộ trước có nhiều chỗ lợi người hơn, nhưng văn chương lại càng hủ bại ô uế. Ước chừng cuối tháng 8 sẽ có thể in xong. Nếu cư sĩ chẳng hiềm hủ bại ô uế thì cuối tháng 8 đầu tháng 9 sẽ không ngại gì đích thân đến chùa Thái Bình hỏi Pháp Sư Đức Sâm thỉnh 2-3 bộ để kết pháp duyên. Quan chưa hề mó tay vào thuật bói toán phong thủy, nhưng tôi thấy những người tự xưng là đại thông gia hiện nay đều chỉ trích kiến trúc của người xưa là sai, mặc tình sửa đổi. Thật ra được tốt lành thì ít, bị xui xẻo thì nhiều. Phàm những ai làm thầy thuốc hoặc bói toán phong thủy xin quan khen người, quan chẳng thốt ra một chữ nào đáp ứng, vì sợ khiến cho người khác bị lầm lạc bởi mình. Quan nói thẳng với họ, nếu quan tán dương phải thấu hiểu sâu xa thuật ấy và biết đích xác bản lãnh của các hạ thì mới được. Quan chẳng biết những thuật ấy, lại chẳng biết bản lãnh của các hạ, làm sao có thể phô bày với người khác cho được. Người ta nói sao mình cũng phô phan y hệt như vậy thì tuy ngu hèn, quan cũng chẳng chịu mạo muội thuận theo, thôi lấy lòng ấy đâu nhé. Lá thư số 159, thư trả lời cư sĩ Tiền Sĩ Thanh, thư thứ 2. Nhận được thư khôn ngăn khâm phục, đọc đến tác phẩm lớn lao của ngài, liền biết đức của Vũ Túc Vương nhiều đời hãy còn. Những gia đình trăm anh đời đời đức hạnh mà tôi thường hâm mộ chỉ có gia tộc Phạm Văn Chánh Công, tức là Phạm Trọng Im, đời Tống là lâu bền nhất. Đọc gia phả nhà ông thì đức trạch của Vũ Túc Vương vượt trội Phạm Công rất xa. Trộm nghĩ tập văn này nên đặt tên là Tiền Vũ Túc Vương Thế Trạch sẽ càng khiến người ta ngưỡng mộ. Quan là ông tăng chỉ biết cơm cháo, không có tài đức làm thầy người khác, nhưng vì một người lan truyền chuyện giả, rốt cuộc người nghe chẳng xét lầm tưởng là thật. Các hạ đã làm đồ đệ ban thiền lại quy y với quan, sợ rằng đôi bên chẳng hợp lẽ, chỉ nên tích cực tu trì liền đạt được lợi ích lớn lao, chứ chẳng phải do quy y hay không. Nay gửi kèm cho ông một lá thư trả lời khắp và to thuốc để đáp tạ hậu ý. Quan một lực suy yếu tột cùng, để đọc và trả lời thư này phải cậy vào kính lão lận kính lúp mới miễn cưỡng xem thư và trả lời được. Đối với sự tích của Vũ Túc Vương, tôi phải dùng 3 cái kính để xem đại lược đầu mối.
Nếu in theo khổ chữ tam hiệu tự, dùng ba cái kính để đọc thì phải tốn công mấy chục bữa mới mong đọc xong. Nếu chẳng hiềm gai mắt, đời trong tháng 8, tháng 9 khi văn sao tục biên in ra, xin hãy gửi thư cho Pháp Sư Đức Sâm, chùa Thái Bình ở đường Bắc Thành Đô, Thượng Hải. Thỉnh một bộ thì cũng có thể làm một nhúm cát trong vô lượng hằng hà sa số, lợi ích cho đời, cho người. Lá thư số 160, thư trả lời cư sĩ Tiền Sĩ Thanh, thư thứ 3. Hôm qua nhận được thư khổng ngăn cảm kích hổ thẹn. Bài tụng của quan tuy ý có thể chấp nhận được, nhưng văn thật vụng về chất phát. Các hạ khen người là xiền minh chân lý, muôn đời chẳng mòn, đấy vẫn là do đức của lịnh tổ mà thành. Các hạ đề cao đức lịnh tổ, quy hết về lòng tin Phật, cũng là xiền minh chân lý, muôn đời chẳng mòn. Trộm nghĩ, gần đây người tin Phật xưng đương công đức của tổ tiên, chọn chưa có ai thấu nguồn tột đáy như vậy. Bài văn này cũng nên đưa vào trong Tây Hồ từ chân văn sang, chứ nào phải chỉ in kèm vào trong văn tập của ông. Quan cũng tính in kèm bài ấy vào cuối bài tùng trong văn sau. Xin hãy bảo thư ký chép thành tờ khác gửi đi, vì sợ rằng trong nguyên bản của ông có những chữ viết thảo chắc sẽ vướng khuyết điểm, đọc sai mặt chữ. Tự dương tự đại, chưa biết người ấy là ai, xin hãy chú thích rõ ràng để người đọc đều hiểu lời răn dạy. Thể lệ của văn sao là phàm với những chỗ lẽ ra nên đài đầu, đều chẳng chừa chỗ trống để đỡ tốn giấy. Nếu đem lời bạc này in kèm vào văn sao tục biên thì cũng sẽ theo lệ ấy. Nhận định của La Hồng Đào, Hậu Hán Thư quyển 51, truyện Mã Viện chép. Mã Viện bảo Ngũi Hiêu, tự dương tên tự của Công Tôn Thuật là ít ngồi để giếng, làm tưởng là cao quý. Điện tích tự dương tự đại phát xuất từ câu nói này. Đại sư thông hiểu sâu rộng kinh sử, lẽ ra chẳng thể không biết, nhưng do nhất thời quên mất nên ở đây tôi mới kính cận ghi chú bổ sung. Lá thư số 161, thư trả lời hai cư sĩ Chí Mục và Chí Thanh, thư thứ nhất. Thư viện đã có hai bộ đại tàng kinh, hơn 1.000 loại kinh điển chức thuật của các tông. Tuy sách vở quý ở chỗ có nhiều thứ, nhưng trong lúc đại kiếp này, quả là buổi sáng chẳng bảo đảm được buổi tối. Như ở trên đống củi phía dưới đã nhóm lửa, hạ nên thờ ơ hờ hững đọc các kinh điển chức thuật, chẳng chuyên tâm dốc trí niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương, và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu gặp dữ hóa lành ư? Phàm những ai đến thư viện đọc sách, bất luận là tư cách nào, cũng đều nên đem những điều này khuyên lơn, để họ biết ngoài căn nhà lửa lớn này vẫn còn có thế giới thanh tịnh an lạc tột bậc. Nếu do đây sanh lòng chánh tín, chuyên chí nơi Tây Phương, công đức ấy sẽ lớn hơn công đức của những kẻ thâm nhập kinh tàng, triệt ngộ từ tâm, nhưng chưa đoạn hoặc trong tam giới trăm ngàn vạn ức lần. Nhưng mọi nhân sĩ vẫn chưa coi đó là điều đáng lo, vẫn chuyên chí nơi chuyện chẳng cấp bách, chẳng đáng buồn sao? Pháp danh của nhóm Trịnh Cầm Tiêu xin hãy chuyển cho họ. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều không đủ, hãy nên bảo họ đừng gửi thư đến và đừng giới thiệu người khác quy y, vì không có một lực để chống đỡ được. Lá thư số 162, thư trả lời hai cư sĩ Chí Mục và Chí Thanh,
Thứ thứ hai, đang trong thời thế này, ngoài trừ niệm Phật, niệm Quán Âm ra, không có cách tốt lành nào khác. Bất luận già trẻ, trai gái, quy y hay không quy y, đều khuyên niệm Phật, niệm Quán Âm. Dù chẳng thể ăn chay hoàn toàn, vẫn nên chú trọng bớt ăn mặn, để trong khi nguy hiểm cũng không bị hiểm nguy. Thế giới đại chiến, cả cõi đời không một ai được an vui. Người bị tàn sát cố nhiên là khổ, nhưng kẻ sát nhân hiện tại cũng cực khổ. Đời sau hay đời sau nữa, muốn làm chó, ngựa, trâu, dê cũng chẳng được. Tiếc cho cả cõi đời đều là kẻ si, cùng nhau mài miết, giết người, giết vật, chẳng tự biết ác nhân đã gieo, ác quả sẽ tự theo đó đưa tới. Chuyện này đáng buồn hết sức, mong hãy sáng suốt xét soi. Lá thư số 163, thư trả lời cư sĩ La Chi Thanh. Thư thứ nhất, nhận được thư đầy đủ, khoản tiền phóng sanh ông đã gửi sẽ dùng vào các món chi phí lặt vặt cho lễ phóng sanh, miễn sao chính mình không đem khoản tiền ấy dùng vào việc khác thì sẽ không trở ngại gì. Cũng không ngại nói rõ với mọi người, khi họ tụ tập tham dự lễ phóng sanh thì mình lẫn người đều không phải lo nghĩ gì. Quan một mực chặn chủ trương phóng sanh vào những ngày khánh đản Phật Bồ Tát và trong những ngày tốt như mùng 1, ngày rằm. Chuyện này đã thành lệ, nhất định không thay đổi được. Do có nhiều người phóng sanh trong những ngày ấy mà những kẻ đánh bắt loài vật sẽ đặc biệt săn bắt nhiều hơn. Cũng lắm khi vì có người phóng sanh mà họ mới đi bắt. Thói đời phần nhiều háo danh, người ta ưa phóng sanh trong những hôm ấy để được tiếng. Lòng người phần nhiều lại hay quen thói, làm gì cũng chấp chặt theo lệ. Nếu chẳng phóng sanh trong những bữa ấy, sẽ không chịu mua loài vật để phóng sanh trong các hôm khác. Tuy quan thường nói với người khác như thế, rốt cuộc cũng chỉ trở thành nỗi uổng công. Thêm nữa, cùng trở nên phóng sanh loạn xà. Đem thả xuống sông lớn thì không sao, chứ đem thả trong ao, phàm là cá dữ mà cũng thả lẫn vào đó, tức là thả giặc vào chỗ nhân dân tụ tập, lũ cá đều trở thành thức ăn cho nó. Muốn mỗi một việc đều đúng như pháp thì quá thật khó thể làm được. Do vậy, hãy nên cực lực đề xướng kiên giết ăn chay để làm cách giải quyết từ căn bản. Chữ phóng sanh chỉ là chuyện thực hiện hành vi cứu vớt phần nào, nhằm mong sao ai nấy đều cùng thấu hiểu ý nghĩa phóng sanh mà thôi. Nếu tận sức phóng sanh mà chưa thể lập cách phù hợp thì cũng chỉ là con vẫn chưa bù được tội. Hành động phóng sanh về mặt sự tuy vì loài vật, nhưng về mặt ý thì thật sự vì con người. Nếu con người ngưng giết chóc, cố nhiên chẳng cần dùng đến hành động ấy. Nhưng con người tâm ăn thịt càng thành, nếu không lập ra hành động ấy, lâu ngày trì tháng, hành vi dạ man ở Phi Châu sẽ lưu hành khắp cõi đời. Há chẳng nên không lập sẵn cách để những kẻ ham giết chóc, ưa ăn thịt kia sẽ cùng sanh lòng răng dè, tự phản tỉnh ư? Người phóng sanh chỉ nên mang ý niệm chẳng nợ sát sanh, chứ đừng so đo con vật sẽ được thả ấy có ăn những sinh vật khác hay không. Loài cá phần nhiều ăn cá nhỏ hơn, và những loài trùng nhỏ sống trong nước, tức là tiểu thủy trùng. Nếu biện luận như thế thì thả một con cá to, ắt hàng ngày nó sẽ giết vô số cá nhỏ và thủy trùng, tức là thả một giết nhiều, vậy là công ít tội nhiều. Nhưng chút rắn rãi cá xét đến cùng chẳng có mấy.
đã chẳng thể mua hết các sinh vật để thả, thì có lẽ cũng nên làm từ từ, để khỏi bị kẻ rội hơi bàn ra tán vào. Phóng sanh thì hãy nên lấy việc chí thành niệm Phật trì chú cho những con vật ấy làm gốc. Bất quá tất cả nghi thức cũng chẳng qua nhằm biểu thị pháp tướng mà thôi. Nếu như có ai khác hiện diện trong khi phóng sanh, cố nhiên nên dựa theo nghi thức mà làm. Nếu không chỉ dốc hết lòng thành niệm Phật là được rồi. Hơn nữa, đối với những con vật sắp được thả, nếu nhằm ngày hè, hãy nên thả cho mau. Nếu câu nệ lề lối, cứ chiếu theo nghi thức để thực hiện, chắc sẽ phải tốn thời gian bất lợi cho mạng sống của con vật. Cư sĩ phóng sanh hãy nên theo cách thức đơn giản. Nếu tâm chân thành không giả dối, tiếm việc thì chiếu theo nghi thức để phóng sanh cũng không phải là hoàn toàn không được. Nếu lầm lạc bắt chước theo nghi thức của tăng sĩ sẽ trở thành ngã màng. Pháp cố nhiên viên dung nhưng phải khéo dùng tâm. Tài gia cư sĩ có thể làm lễ phóng mông sơn thì cố nhiên thực hiện nghi thức phóng sanh cũng không trở ngại gì, nhưng cần phải chọn chặn mạng tâm tiếm việc, ôm ý niệm đồ sanh sâu xa thì mới được. Xét ra trong năm Dân Quốc 22 1933, tức năm Quý Dậu, chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn khánh thành vườn phóng sanh vừa mới được xây dựng. Đại sư soạn bài văn bia cho khắc vào đá đặt trước Bạch Văn Đường đã nêu tỏ lý phóng sanh không còn sót. Nay chùa Trường Khánh là sơn môn bậc nhất ở Di Sơn, Phước Châu, xây thêm tường vây quanh ao phóng sanh. Xây cất xong xuôi, đại sư đã 80 tuổi, sức yếu, mắt lòa, chẳng dám phiền đại sư viết lách, chỉ kính cẩn sao chép bút tích chân thật từ số bài chỉ bày ý nghĩa trọng yếu của việc phóng sanh do đại sư đã gửi đến dày dò trước kia, khắc vào đá đặt bên trái ao. Nguyện những người theo đuổi việc phóng sanh trong hiện tại và vị lai đều cùng cố gắng. Ngày lành tiết trồng xuân năm Canh Thìn, Trung Hoa Dân Quốc 29 1940. Lá thư số 164, thư trả lời cư sĩ La Chí Thanh, thư thứ hai. Người ăn chay đừng nên ăn trứng gà do nó có mầm sống. Dẫu không có mầm sống cũng chớ nên ăn vì nó có chất độc. Có người bảo ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống. Ở nơi đây rất ít có loài trứng ấy. Xưa kia có một người thích ăn trứng gà, lâu ngày chất độc tích lại trong bụng, sinh ra rất nhiều trứng gà và gà con. Các thầy lang chẳng hiểu căn bệnh ấy. Trương Trọng Cảnh bảo nấu tội ăn liền ói ra rất nhiều gà con cùng những con gà đã có lông hoặc không lông. Ông Trương bảo bệnh nhân suốt đời đừng ăn trứng gà nữa, hệ ăn sẽ không có cách gì trị được, đủ biết trứng gà gây họa lớn thay. Xét ra những đệ tử nhà Phật ăn chay ở Phước Châu thường sợ thiếu chất bổ, viện cớ trứng gà không có cầu, chẳng có mầm sống thì đều có thể ăn được. Quen nết tạo thành phong tục khiến cho người chẳng hiểu chuyện bị lầm lẫn, gần như phá giới. Vì thế đệ tử đặc biệt khấn cầu đại sư khai thị bài này. Hãy nên ấn hành đăng tải rộng rãi để cảnh tỉnh người khác. Đệ tử La Chí Thanh kính cẩn ghi chú. Lá thư số 165, thư trả lời cư sĩ La Chí Thanh, thư thứ ba. Thư nhận được đầy đủ, ông bệnh ngặt đã lành, khôn ngăn mừng rỡ, an ủi.
Linh Nham Sơn Tự chuyên tu tịnh nghiệp, công khóa hàng ngày giống hệt như khi đã thức bình thường. Thật là chỗ đạo tràng tu hành sốt sắng bậc nhất ở Giang Nam. Hiện thời vận đề nguy hiểm, bất luận là ai đều lấy chí thành niệm Phật, niệm Quán Âm làm chủ yếu, để mong tiêu trừ ác nghiệp trước mắt, được vãng sanh Tây Phương khi lâm chung, thì có thể nói là do họa mà được phước vậy. Nếu không, từ nay về sau càng khó làm người. Bởi cách giết người, hại người không kiểu lạ lùng nào chẳng có, không trốn tránh nơi đâu được. Chỉ có chuyện sanh về Tây Phương là phương kế an thân lập mạng, ngàn vạn phần ổn thỏa, thích đáng. Xin hãy nói với khắp hết thảy mọi người, thì lợi ích sẽ vừa sâu vừa xa. Đứa con quý vừa được sanh ra nên đặt tên là Tông Thành. Tông là chủ, thành là chân thật chẳng dối, tức là làm sáng tỏ minh đức vậy. Lấy lòng thành làm chủ thì sẽ có thể sáng tỏ được minh đức. Ấy chính là ý nghĩa tánh lẫn tu cùng tỏ, thể và dụng đều trọn vẹn rõ ràng. Đặt tên như vậy để nó nhìn vào cái tên, nghĩ đến ý nghĩa, sẽ mong chính mình thật sự có những phẩm đức ấy, ngõ hầu có thể rằng danh gia đình, tự lợi lời tha. Pháp danh nên đặt là Khế Giác. Giác chính là Phật tánh. Chúng sanh do mê nên chẳng khế hợp với Phật tánh. Khế hợp với giác thì mê tiêu, giác lộ. Nếu hai cái tên ấy chẳng phạm húy tổ phụ đời trước thì có thể sử dụng suốt đời, chẳng cần phải đặt quan danh, tự, hiệu, vân vân. Thọ Sương, Kinh Thiền Sư là người đất Mân, lúc đẻ ra khó sanh, ông nội bèn ở ngoài cửa sổ niệm kinh Kim Cang, chỉ niệm hai chữ Kim Cang đã an nhiên sanh ra. Ông nội vui mừng, nhưng đấy đặt tên là Huệ Kinh. Đến tuổi đội mũ, tức là nhược quan, cũng không đặt tên khác. Về sau xuất gia cũng chẳng đặt tên khác. Ngài chính là một vị cao tăng thời vạn lịch nhà Minh. Do vậy biết nữ nhân khi sanh nở, hãy nên chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, không một ai chẳng an nhiên sanh nở. Phải niệm ra tiếng, chớ nên niệm thầm. Những người săn sóc bên cạnh cũng niệm ra tiếng, chớ nên nói lúc sanh nở lóa lồ trắng sạch, nếu niệm sờ mắc tội lỗi. Cần biết rằng lúc ấy là lúc liên quan đến tánh mạng, do không làm sao khác được, chứ không phải như lúc bình thường có thể cung kính mà lại ngạo mạn, coi thường chẳng cung kính, khiết tình. Mấy năm trước quan trọng chẳng nói đến chuyện này, về sau lắm phen nghe nói có người do sanh khó mà bị mất mạng, và kẻ ngu hệ trong nhà có người sanh nở thì người thường ngày niệm Phật chẳng dám ở trong nhà, phải đợi hơn cả tháng mới dám quay về, cho rằng hễ bị huyết tanh xông nhầm, những công lao trước kia sẽ mất sạch. Lời lẽ nhảm nhí bị bà ấy thật là đáng thương xót. Vì thế mấy năm gần đây tôi thường nói với người khác, những người hành theo đó không một ai chẳng ứng nghiệm, đủ biết Bồ Tát thật là đại từ bi. Lá thư số 166, thư trả lời cư sĩ La Chi Thanh, thư thứ tư. Người thông minh trong cõi đời thường muốn làm kẻ được ngàn đời tôn sùng, rốt cuộc đến nỗi học thuyết lịch lạc tà vầy, tạo dựng những thuyết kỳ dị khiến cho người đời sau bị lầm lạc, gây chướng ngại cho thánh đạo. Thuở đương thời được mọi người đều suy tôn, tới khi độc khí của học thuyết ấy phát tác mạnh mẽ mới biết loại học thuyết ấy quả thực đã ngầm vung quén cội rễ hoa hài gần 1000 năm trước.
Trình Châu, Xiển Dương Nho Tông, chuyên chú trọng chánh tâm thành ý, phàm nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi đều cho là không có. Lại nói, hệ có làm gì để làm lành thì không phải là thiện thật sự. Bọn họ muốn làm ra vẻ khác hẳn với Phật, vì thế những nhà nho đời sau một mực đề cao thuyết ấy. Đã không có nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi thì thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt. Mọi người đều trong mê, trong mộng, đến nỗi phong hóa cõi đời, ngày một hỷ xuống chánh nhân, ngày một hiểm hoi. Đến khi gió âu vừa thổi tới thì hết thảy những chuyện xô đổ lệ giáo, vượt lý, phạm phần đều được miệt mài đề xướng, muốn cho khắp cả cõi đời đều cùng thực hành. Nếu Trình Châu chẳng bài xích nhân quả luân hồi, những nhà nho đời sau đều truyền bá vân giữ nhân quả luân hồi, dẫu gió âu dữ dội đến đâu đi nữa, ai chịu theo những tà thuyết ấy? Do vậy nói rằng cội rễ họa hại của các thảm kịch hiện thời quả thật bắt nguồn từ việc Trình Châu đã phá bài xích nhân quả luân hồi. Nay muốn cho gia đình xã hội bảo tồn được đạo đức xưa kia thì phải lấy đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi làm nhiệm vụ cấp bách. Biết nhân quả luân hồi, tin nhân quả luân hồi, dẫu là kẻ tầm thường cũng có thể thành ý chánh tâm. Chẳng tin nhân quả luân hồi, dẫu là kẻ thiên tư thượng đẳng như Trình Châu vẫn chẳng thể hoàn toàn thành ý chánh tâm. Vì sao nói thế? Bọn họ nhờ Phật học để làm sáng tỏ tâm pháp của thánh nhân, nhưng lại ngược ngạo bán Phật. Tâm ý ấy còn có thể là chánh là thành được nữa chăng? Hay là tà là ngụy vậy? Bọn họ muốn khác biệt với Phật nên đều mặc xác những sự lý nhân quả báo ứng của thánh nhân, biến thuyết cách vật trí chi của thánh nhân thành chuyện phù phiếm không thiết thực. Chẳng phải họ hoàn toàn không biết đoạn trừ vật phiền não sẽ đặt đến chân chi sẵn có, chỉ vì chẳng muốn mang hơi hướng giống với nhà Phật nên lập ra thuyết ấy, nghịch kinh trái thánh cùng lớn lắm. Tâm ấy, ý ấy đều là vì muốn cho thiên hạ hậu thế suy tôn chính mình, vọng tưởng được gọi là người trực tiếp kế thừa mối đạo. Nếu chưa thấy được mối họa của gió âu, ai dám nói những thuyết của bọn họ có những tội khiên như thế? Quan muốn các ông ai nấy đều đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, nhằm làm căn cứ để vãn hồi thế đạo nhân tâm. Do vậy bèn suy xét từ cội nguồn, nói ra nguyên do của nỗi họa hại trong thời gần đây. Quan nói lời này chẳng phải phô phan ý kiến ức đoán của chính mình, săn bày bàn luận cổ nhân, mà quả thật là do tâm bình khí hòa, chuẩn theo lý, chuẩn theo tình mà bàn luận. Sợ lỡ ra các ông chẳng biết dốc sức nơi đâu nên mới khích lệ khơi gợi vậy. Lá thư số 167, thư trả lời cư sĩ La Chi Thanh, thư thứ 5. So với những người khác, thầy thuốc Hoằng Dương Tịnh Nghiệp dễ dàng hơn. Nếu sẵn chí lợi người, liền sẽ có thể tu hành ngay, đâu cần phải đánh đời ẩn dật dài lâu mới có thể tu hành được. Quan muốn ẩn dật lâu dài là vì tinh thần chẳng đủ nên mới bàn đến chuyện ấy, chứ không phải chỉ cầu lợi cho chính mình, chẳng muốn làm lợi cho người khác. Vợ và con gái cùng tu quả thật là khuôn mẫu tốt đẹp, học đạo tại gia vậy. Nếu phong thái này được lưu truyền trong một làng, một ấp,
ắt sẽ có người thuận theo, phụ hòa, đối tiếp nhau thực hiện. Trong cõi đời hiện thời, trở nên mạnh nha ý tưởng xuất gia, vì tại gia thuận tiện hơn. Xuất gia đâm ra lại bị vướng mắc trở ngại, chẳng được tự tài. Lá thư số 168, thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông, thư thứ nhất. Nhận được thư, khổng ngăn thở dài sườn sượt. Học thuyết làm người dữ dội hơn nước lũ, mạnh thú. Các tiên sinh bên lý học đọc kinh Phật qua loa, lấy những nghĩa quan trọng trong kinh Phật để hoằng dương đạo nho. Họ biết Phật pháp cao sâu, sợ tất cả những kẻ thông minh đời sau đều theo Phật pháp hết, nên đặc biệt bị truyền vô căn cứ để ngăn trở. Bảo Phật nói nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi chính là căn cứ để mê hoặc kẻ ngu. Nhà nho chúng ta chỉ cần chọn nghĩa, chọn phần, thành ý, chánh tâm là được rồi. Nếu có làm gì để làm lành thì chính là tư dục, chính là cầu lợi, chính là ác, chẳng khác gì cái tâm lén lút trộm cắp của phường tiểu nhân. Những lời lẽ ấy tự hồ đúng nhưng thật ra là sai. Khổng Tử 70 tuổi vẫn muốn trời cho sống thêm mấy năm nữa, muốn học kinh dịch để mong tránh khỏi lỗi lớn. Bởi lẽ kinh dịch dạy rõ đạo tăng trưởng tốt lành, tiêu tan xui xẻo, khiến cho con người hướng lành chánh dữ, hồng biết đường cư xử trong chỗ. Không có điều tốt lành nào để hướng đến, không có điều xui xẻo nào trốn tránh được. Ấy gọi là làm sáng tỏ minh đức để đạt tới chỗ tận thiền. Đấy là chuyện thuộc về thân phận thánh nhân, dẫu là bậc đại hiền vẫn còn chưa làm được. Do vậy tăng tự sắp mất mới nói: dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, bước trên băng mỏng, từ nay trở đi ta biết tránh khỏi. Chưa đến khi sắp mất vẫn phải từ sáng đến tối gắng sức, chỉ sợ có điều chi thiếu sót. Những gì bọn lý học đã nói chính là đem bản lãnh sâu thẳm của thánh nhân buộc hết thảy mọi người đều cùng thực hiện như thế, nhưng họ lại hoàn toàn vứt bỏ, chê bai, không dùng đến pháp khiến cho người ta gắng sức mong mỏi đạt được những điều ấy. Pháp vừa nói ấy chính là xử lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi. Vậy thì những lời lẽ ấy chỉ tạo lợi ích cho một hai người, nhưng gây họa dẫu hết sạch chút cũng không ghi chép được. Do vậy những người đọc sách đời sau chọn chẳng chú trọng học đạo của thánh hiền, chỉ học văn tự để giúp tăng thêm mưu mẹo mánh lới. Từ đấy những chuyện nghịch trời hại lý, tổn người lợi mình, giết dân hại vật, trộm ngập cắp hương đều cút sao đắc ý, cứ buông lung chẳng kiên nể chi. Xưa kia còn chưa đến mức quá đáng, gần đây do gió Âu dần dần thổi sang phương Đông, những chuyện phế kinh điển, phế luân thường, bỏ mặc lòng hiếu, không hổ thẹn, phạm thượng, làm loạn, hòa nước, ương dân đều được những kẻ có thế lực lớn cực lực đề xướng. Xét đến gốc họa, quả thực do lý học đã phá bài xích nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi vân vân ngấm ngầm gây nên. Do 1100 năm qua có người chẳng chú trọng chuyện này, tức nhân quả vân vân, dẫu có một số ít biết cũng chỉ khăng khăng vân giữ trong tâm, tròn chẳng dám công khai đề xướng chuyện này. Vì thế đến khi gió Âu vừa thổi qua liền như gió đùa có rạp. Nếu như mọi người đều cùng hết sức sốt sắng nơi những chuyện nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi vân vân, tuy gió Âu dữ dội vẫn giống như thổi vào người sắt, tròn chẳng thể lọt vào được. Tuyết Lĩnh Lan cũng là người thông minh có túc căn,
đã vướng vào nghiệp duyên trộm ngọc vân vân, mà còn đắc ý cho là thú phong lưu tao nhã. Vừa nghe những lời nhân quả báo ứng vân vân, liền ôm lòng hối hận tiếc nuối khôn cùng. Do vậy biết rằng những tội lỗi ấy phân nửa do chính mình, phân nửa là do bọn lý học đã phá pháp dè dặt kinh sợ từ phản tỉnh suy xét gây ra. May là ông ta vẫn còn biết tốt xấu, sanh lòng hổ thẹn lớn lao, kiên thành trì niệm Phật hiệu hồi hướng cho những người đã từng bị ông ta làm ô nhục, hòng tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Người còn sống sẽ nghiêm ngặt giữ đức hạnh làm vợ, người đã mất sẽ siêu sanh tịnh độ, thì dâm nghiệp của mình lẫn người đều tiêu diệt, vung trồng tịnh nghiệp sâu xa cho mình lẫn người. Sáng sớm hôm nay khi ông Tiết lĩnh công khóa ngồi niệm Phật, phảng phất thấy một người con gái lõa thể đứng trước mặt, tuổi chỉ 13, 14, một lúc lâu sau mới biến mất, tâm trộm ngờ vực. Tạng sáng, cơm sáng được đưa đến cửa quan phòng của quan, có phong thư kèm theo, liền xé ra đọc mới rõ nguyên do. Tôi nghĩ chắc là cô gái ấy vì chuyện đó mà chết, đặc biệt đến cầu ông Tiết siêu độ, do vậy chẳng ngại dài dòng nói tới tận gốc. Ông ta đã phát tâm quy y, nay đặt pháp danh cho ông ta là Đức Hinh. Đức là minh đức, tức cội nguồn tâm địa. Hinh chính là nén giận, ngăn dục, đánh đổ ham muốn sằng bậy để khôi phục lợi nghĩa. Ngõ hầu chân tâm sẵn có, chẳng bị nhơ bẩn bởi những vọng niệm tham, sân, si, vân vân xấu ác, thường được công đức, giới, định, huệ trừ khử cho sạch hết những vọng niệm. Công phu làm sáng tỏ đã đạt thì minh đức bèn phô bày trọn vẹn lớn lao rạng ngời. Vẫn cần phải nỗ lực tu trì, đừng nên thoạt đầu siêng năng cuối cùng lại lười nhác, thì sẽ do nhân duyên ác này mà phẫn phát đại trí tự lợi lợi người. Sẽ thấy sống thì dự vào bậc hiền thánh, mất lên cõi nước Như Lai. Thành Phật hay đọa địa ngục đều do một niệm này. Chuyện đạo viện sợ các ông chưa biết rõ nguyên do, bọn họ dạy người khác làm chuyện tốt và tụng kinh niệm Phật thì cũng được. Còn như bảo tam giáo một nhà, tức là tam giáo một nhà há lẽ nào không có tôn ti già trẻ. Và đạo được bọn họ rốt ráo coi trọng đều là luyện đan vận khí. Thật ra họ mượn những chuyện tụng kinh niệm Phật để chiêu dụ lòng người. Pháp được họ chú trọng chính là đạo luyện đan vận khí. Đạo ấy lại hết sức bí mật, dẫu cha con vợ chồng đều chẳng được nói ra. Lại còn nói lục tổ truyền pháp lộn xộn, đem pháp truyền cho người tại gia, vì thế hòa thượng đều không có chân pháp, chân pháp đã về tay bọn ta. Danh một ngoại đạo trong thế gian tuy có trăm ngàn vạn thứ, nhưng xét đến chân đạo được bọn họ coi trọng đều là đạo luyện đan vận khí. Luyện đan vận khí cũng có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ xấu. Vận khí đúng cách thì thân thể nhẹ nhàng mạnh mẽ, tăng thêm tuổi thọ. Nói đến chuyện thành tiên thì may ra còn có thể, chứ nói liệu sanh tử thành Phật thì đúng là nói càng. Vận khí không đúng cách sẽ sinh ra ghẻ chốc, mụn nhọt, mù mắt, điếc tai cũng thường thấy xảy ra. Hơn nữa đạo luyện đan vận khí bất quá là nâng cao thận thủy, giáng tâm hỏa, nhưng bọn họ đặc biệt dùng những lời lẽ thần bí như là khảm ly giao cấu, anh nhi xá nữ giao cấu. Do có những danh từ ấy, người chánh đáng cũng mượn những thứ đó để biểu thị pháp ấy. Kẻ cuồng vọng khó khỏi vẻ rắn thêm chân.
Khi truyền đạo bèn đóng chặt mật thất, phía ngoài các người tuần tra, một thầy một trò ngầm bảo ban nhau: nếu như tâm thầy ôm tà niệm thì khi truyền đạo cho nữ nhân bèn giảng khảm ly giao cấu, anh nhi xa nữ giao cấu, chính là thực hành giao cấu. Thoạt đầu nữ nhân học đạo chưa chắc đã là dâm nữ, nhưng do bọn chúng bày vẽ đủ cách để gợi dục, lại thêm tưởng lầm hành dâm với thầy là được truyền đạo. Đáng thương biết bao nữ nhân vô tri mắc phải nỗi ô nhục ấy mà vẫn tưởng là được truyền đạo, đúng là tội ác lớn đến cùng cực. Năm Dân Quốc 11 1922, kế mẫu của Hồ Quân Sứ, Hà Phong Lâm ở Thượng Hải tới núi xin quy y. Quan dạy quy y với bậc cao nhân, bà ta không chịu. Quan nói bà ta lập một nữ đạo viện, bên ngoài tuy mang danh là tam giáo một nhà, nhưng thật ra là chú trọng thiêu luyện. Đã thế còn cầu cơ, những điều ấy đều chẳng hợp với tông chỉ Phật Pháp. Bà ta nói chẳng dùng đến công phu ấy mà cũng chẳng cầu cơ. Trước khi ra đi, con đã nói với người ta là lên núi xin quy y, nếu quy y chẳng được sẽ bị người ta chê cười. Phàm những gì thầy nói con đều xin hành theo. Tôi bèn đặt pháp danh cho bà ta. Trong thế gian chỗ nào mà chẳng có người tốt, chỗ nào mà chẳng có kẻ xấu. Bất quá những kẻ lập pháp thổ đầu ấy đã sớm lập được một pháp có thể làm chuyện tồi tệ dễ dàng, đến nỗi những kẻ xấu dựa vào đấy để tạo nghiệp đáng đau, đáng thương quá. Chuyện cầu cơ đều do linh quỷ đương theo tri thức của người phò cơ để nói, mà phần nhiều cũng do chính người hầu cơ tự đẩy cơ để viết ra những bài cơ bút. Không phải là hoàn toàn không có chân tiên, nhưng trong trăm ngàn lần mới ngẫu nhiên có một lần chân tiên giáng đàn. Còn như nói là Phật Bồ Tát giáng đàn thì toàn là giả mạo. Nhưng kẻ cầu cơ phần nhiều khuyên người làm lành dấu chẳng chân thật, nhưng do họ đã khoác cái danh làm lành nên so với những kẻ công khai làm ác còn tốt hơn một chút. Lại còn có thể chứng minh có những chuyện quỷ thần, họa phước vân vân khiến cho người ta kiêng sợ. Vì vậy chúng ta cũng chẳng tiện cố ý công kích hiềm rằng họ nói ra những điều chẳng cần biết là có hợp với Phật Pháp hay không. Người hơi biết Phật Pháp cầu cơ thì cơ bút liền nói những điều thiển cần gần giống với Phật Pháp. Kẻ chẳng biết Phật Pháp cầu cơ thì cơ bút toàn là nói nhăng nói càng. Rốt cuộc phần nhiều tượng mắt cá là Minh Châu, hoại loạn Phật Pháp gây hại thật lớn. Người thật sự biết Phật Pháp quyết chẳng phụ họa chuyện cầu cơ. Phật chỉ ra tam quy, tức là đã cân nhắc phân minh tường tận, huống hồ những nghĩa lý sâu xa hơn ư? Vì thế phàm là đệ tử Phật chân thật chớ nên tùy tiện tán đồng. Những điều vừa nói trên đây là để nói với hai người bọn ông, chớ nói ra công khai, sợ kẻ vô tri cho là tôi bị truyền để hủy bán người khác thì chẳng những vô ích mà còn có hại. Phật Pháp không bí truyền, Phật dạy có người vận hành điều tu chẳng bỏ sót một mảy thiện nào, nhưng lại răng cấm luyện đan vận khí vì tông chỉ của nó trái nghịch Phật Pháp. Phật dạy người ta trước hết phải thấy thấu suốt cái thân này, bọn họ lại dạy có người giữ gìn thân này, coi thân là thật có. Bọn họ vẫn cứ rêu rao đã thật sự lãnh hội được chánh pháp nhà Phật, do vậy biết bọn họ đều là lầm lạc cuồng vọng. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 15. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành.
đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vân. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,